Dạ, kính chào quý khán giả trên kênh Colorman nói chung và quý khán giả Bạc Liêu nói riêng. Đồng hồ này quên đi vội quá, quên mang đồng hồ luôn. Bây giờ là 1 giờ trưa ngày 16 tháng 10 năm 2020. Và Colorman đang có mặt tại trung tâm của thành phố Bạc Liêu. Và ở đây là quán Cà Ri Cầu số 4 ở tại đường Hòa Bình, phường 3, thành phố Bạc Liêu. Địa chỉ số mấy mình không biết luôn. Cái gì trăm mấy? 116 hả? Dạ. Do đi, đứng làm gì đứng xếp hàng nguyên dọc vậy. Ở đây là số 116 đường Hòa Bình, phường 3, 116 đường Hòa Bình, phường 3, thành phố Bạc Liêu. Cà Ri Cầu số 4, Bà Nguyệt. Dạ thưa quý vị các bạn, thì thật ra thì về đây, về miền Tây thì bao giờ mình cũng vậy. Mình rất là thích ăn các cái món mà cơm trưa canh chua, nhưng mà hôm nay một cái thổ địa ở tại Bạc Liêu này là bạn Huỳnh Kỳ, ở bạn YouTuber Huỳnh Kỳ nói là chú ơi chú đi ăn cà ri vịt đi, giờ đây mấy cái món cà ri vịt này nó mới lạ. Thì ở đây cũng có mấy quán nhưng mà bạn ấy suggest mình là nên đến quán cà ri cầu số 4 này. Quán này rất là lâu đời. Ồ vô nhìn thấy cái dĩa muối ớt là thấy muốn phê rồi. Chưa biết làm như thế nào mà thấy cái dĩa muối ớt là thấy muốn xỉu rồi nha bà con. Thầy nén. Gì chứ chụp đồ ăn là mình siêu mê. Thôi, cà ri vịt. Ở đây chỉ có cà ri vịt thôi em. Một món một hả? Ồ. Bán từ sáng tới chiều luôn. Cà ri vịt, trời nhìn hai cái nồi nó đã quá. Em nghe thôi. Đến gì? Ủa cái này ăn với gì ta? Đáng đây nè. Ăn cháo quẩy hả? Chứ không ăn bánh mì hả? Em có bánh mì không? Có bánh mì luôn. Có bánh mì, muốn ăn bánh mì hả? Anh mì cũng... Ủa, cái quán này lâu rồi chưa? Hai mấy năm rồi. Hai mấy năm? Từ lúc em còn nhỏ xíu bây giờ. Nay em nhiêu tuổi? 28 tuổi. Ồ, vậy lúc đó chắc em 23 tuổi gì? Dạ đúng rồi. Bà Nguyệt là mẹ hả? Dạ, à Nguyệt là mẹ. Cái nói quán này cũng lâu lắm rồi hả con? Cái quán này là những quán đầu tiên đó hả? Dạ. Bây giờ cũng có một số quán mới đúng không? Thì địa bàn này là cầu số 4 nên là mọi người đặt ca ghi cầu số 4 mà gần đây cũng có nhiều quán giống như vậy. Cái cầu số 4 là cầu trên đây hả? Dạ không, lúc trước ở đây có cây cầu. Đúng rồi, thời lâu dữ rồi. Thời xưa đó. Hồi trước là có cây cầu ở đây hả con? Ăn với bún hả? Hay hủ tiếu? Ăn với hủ tiếu. Trời, hấp dẫn quá. Rồi con cứ làm cho các bạn mọi người trước đi. Chú đứng chú coi một chút. Coi một chút để cho nó kích thích. Nó thường mình ăn liền nó vô ăn liền nó không ngon đâu, đứng coi người ta làm rồi bắt đầu nữa. Nguyên cái đùi luôn. Mà sao dịch chú thấy không có mở vậy này con? Không vậy. Chào. Rồi biết tên luôn. Rồi hậu bối của chị Nguyệt là cô Hiền. Rồi tới nghe chú đi coi chụp qua hình. Rồi được con, được ok. Rồi cho mình. Chạy qua đây liền. Ủa sao biết? Hiền nó điện. Ai? Hiền hả? Dạ dạ. Rồi. Chụp bo đứng. Quá đẹp. Sáng không anh chụp bo đứng đi, bo đứng, bo đứng. Rồi. Rồi, cảm ơn con nha. Ok. Tối mai ra ủng hộ chú nha. Dạ. Tối nay đâu chú? Tối mai nghe. Tối mai nghe đầu chợ đó. Đi mua giùm cho. Mua giùm luôn. 20.000 cho em đi. Mua lại ăn thử khách. Khách tới xong đi mua bánh mì giùm luôn. Đây vui hả? Tối nay đâu chú? Ảnh là khách hay bộ con? Dạ khách. À dạ khách hả? Tối mai 18 giờ, 6 giờ chiều. Ở đâu chú? Ở ngay cổng chợ đêm, ngay đường Hải Quy Tập á. Cái chỗ bánh Tây Yến. Tối mai không? Tối mai nha. Con huy động bà con Bạc Liêu ra. Ra phải đông hơn mấy địa phương khác nha. Sao Bạc Liêu mà ra đông hơn? À dạ. Ủa cái nồi này, ở dưới này có gì nóng vậy? Có lửa hả? Trời ơi, nóng quá trời luôn. Chỉ thế chứ. Đặc biệt cái quán này là các cái cô đứng múc là có những cái nón rất là độc đáo nha.
đó, là thấy không, cái nón che luôn, cái mặt không thấy mặt đâu hết trơn đó. Mặc dù là gương mặt rất xinh xắn, nụ cười rất là tỏa sáng tỏa nắng, nhưng mà đội cái nón. Sao đội nón chi cực vậy con? Thì đang hết mưa rồi. Trời, không mỏi cái nón ra một cái là bà con cô bác thấy con là mốt là họ xuống đây ngụt luôn đó. À cái này ăn với muối hôm với lại muối đó, muối ớt, muối ớt là con này tự trộn luôn hả con? Gì chứ phải làm gì cho nó đẹp. Cho chú phá chút xíu nha. Để chú quay cho nó đẹp đó. À, tạo hiệu ứng. Đây chứ tạo ứng con mày. Trời sắp sửa chuyển mưa rồi bà con ơi. Tình hình này tôi không biết là ngày mai là tình hình thời tiết, là ngày mai không biết tình hình sao luôn á, thiệt sự luôn á. Nãy mới xuống là thấy Quỳnh Kỳ nói là trời hôm nay trời nắng lắm, còn sao tự nhiên chú xuống thấy trời nắng quá trời, nó đâu có. Trời đang nắng chú xuống là trời mưa, mà trời đang mưa chú xuống là nắng, là kỳ vậy đó. Tôi nhận nhiêu vậy con? Dạ 45.000 hả? Ủa chú Hoàng Giới Thịt. Hoàng Giới Thịt hả? Thôi cho chú tôi vừa thôi, hai cái đùi thôi được không? Chú không ăn nhiều đâu. Thôi, thôi một cái đùi thôi, chú ăn một cái đùi là đủ rồi. Hủ tiếu ít mà một cái đùi thôi là đủ rồi. Rồi hấp dẫn quá. Ok con. Hướng này nè, con quay hướng này cho sáng nè. Con kênh Bạc Liêu TV Cuộc Sống Miền Tây trăm nét mình. Ồ vậy con hả? À rồi nhớ rồi. Ồ con hả? Rồi. Bạc Liêu TV bữa nay con thấy chú chưa, con chưa thấy con chia sẻ đó. Bạn này là kênh Bạc Liêu TV. Ôi mấy anh em Bạc Liêu dễ thương quá ha, cũng nhiều người chịu làm YouTube ghê ha. Lần trước là không được gặp chú cho nên bữa nay cố gắng để ủa sao con không quay? Rồi muốn lên không? Coi đây nè anh. Quay cái bạn bán hàng nè, cái bạn này bán hàng xinh quá trời xinh luôn mà giỏi nữa. À cho chú Huyết nha, nhớ cho chú Huyết. Đúng rồi, đúng rồi. Tấm hình chút. Bữa nay biết cưới chú. Ăn rất cay con, siêu cay. Bữa nay được gặp chú con lần này. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn nha. Rồi tay thon thoát luôn rồi trời. Một ngày làm bao nhiêu con vịt con? Ngày 50 con hả? Có khi hơn luôn. Như đó con đem đi Sài Gòn đó. Rồi xong rồi hả? Đó. À mới mang lên Sài Gòn luôn. Sài Gòn Vũng Tàu luôn. Ủa? Đi đợi chút con lên luôn. Đó có hai thùng nước không chuẩn bị Sài Gòn người ta giặt con rồi đó. Ủa mà mình bảo quản sao? Dạ, chào chị. Bỏ đá vô hả? Chú chống lại thì thấy hồi nó nguội. Ai của chú có rồi hả? Rồi đi vô xơi. Dạ. Xuất sắc. Đây, con muối hấp dẫn quá. Trời ơi cái bánh dầu cho quẩy ở Bạc Liêu nó bự, nó mập ú à. Mập lùn giống y như mình luôn á. Dạ. Cảm ơn chị. Mai ra mua ủng hộ bánh tay Yến nha. Tối mai nha. Dạ anh lên Sài Gòn mượn giúp em sẽ mua quần áo anh. Không, ngày mai anh bán bánh mà tiếng rau đó. Ở ngay đầu chợ này chết cha truyền thông vậy chết rồi. Lấy cái gỗ mà đựng cho nó mai nhiều. Các bạn nào qua chụp anh tấm hình nào. Ok, ngồi như vậy thôi. Làm anh. Rồi. Ngày đầu cũng hơi giỏi nữa. Cảm ơn anh nhiều. 6 giờ nha. Ngay đầu chợ. Ngay đầu chợ chợ đêm. Chợ đêm Bạc Liêu á, ngay chỗ Hà Huy Tập á. Ngày mai anh sẽ làm cái chương trình tiếng rau bán giúp cái cụ dì Nía bán bánh tay Yến. Ngày mai hả? À chiều mai. Tối mai. Tối mai 18 giờ.
18 giờ. À 18 giờ. 6 giờ tối. Ủa sao con không cho chú hủ tiếu? À. Em ơi, con Hiền. Ừ, cho chú miếng hủ tiếu đi. Trời ơi, thấy hủ tiếu ngon quá à. Vừa ăn hủ tiếu vừa ăn bánh mì luôn. Nè bánh mì nãy các bạn kia đi mua. Khách mà đi mua vậy. Bà con đây vui thiệt chứ. Dạ thưa quý vị các bạn, mọi người xem cái này hết pin rồi. Mới sạc rồi thôi. Đây nè, hết nè. Nãy giờ nó hết. À, dạ cảm ơn chị. Thiệt hả chị? Thật sự đẹp. Nói thiệt lòng nha. Rồi đó ngoài kia mưa bão là chết tôi rồi. Thôi bây giờ mình chuẩn bị đi, trong khi chờ đợi mình chuẩn bị làm nước chấm trước. Ở đây. Ồ đó, phải vậy chứ. Họ nhìn cái dĩa muối ớt này không? Nhìn muối ớt không đủ thấy hấp dẫn là chưa biết là sẽ chấm với cái gì luôn á. Tôi phải chụp tấm hình nữa. Ngon, cái đùi nó lên nhìn cho nó bá đạo một chút. Ok. Rồi xong gấp miếng ôm, đống ớt bỏ vô. Trang trí, trang trí. Đề phân co, đề phân co. Ok, yeah, đói, chưa nổi chưa bà con ơi, đó. Rồi, đói quá, một giờ mấy rồi. Ồ, trời cái nước hơi cay á nha. Sao được không vậy? Rồi cái nước nó đậm đà lắm luôn. Nó không có giống bò kho, nó cũng không giống cái cà ri, nó cũng không phải là giống cái cà ri vàng như cà ri dê mình ăn ha. Cảm giác nó giống giống như cái sa tế hơn á. Giống 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 như hủ tiếu sa tế hơn. Nó vừa phải, không có quá đậm. Hủ tiếu sa tế thì nó đậm lắm, đậm đà lắm. Rồi cái sợi hủ tiếu nè, sợi hủ tiếu nó to to, nó giống như cái giống bánh phở nhiều hơn. Ủa. Chào cả nhà nha, chào các bạn YouTuber Bạc Liêu nha. Dạ, kính chào tất cả quý khán giả. Rồi, nãy giờ chưa có sử dụng tới cái này. Bắt miếng chanh vô, bắt miếng tắc vô. Rồi, chấm một cái. Không chịu nổi. Ngon quá. Chết trời mưa quá. Ai chà chà. Tình hình mưa gió vậy lo quá, không biết là ngày mai như thế nào đây bà con ơi. Đẹp rồi. Con vịt mà nãy giờ chưa đụng tới vịt. Làm cái mày đen là đủ rồi đó.
Ủa, ở đây là người ta ship lên Sài Gòn luôn à. Mày em đi mua đó nha. Ừ. Mày em đi mua đó. Đó, cảm ơn em. Dễ thương quá. Ừ, để anh. Để đây hả? Ừ, để từ anh ăn. Thông cảm anh đi. Không có miếng mỡ luôn. Rồi giờ thử mấy hủ tiếu. Mình thấy ở đây trên bàn không có một cái gì nêm nếm hết, không có nước mắm, không có nước tương. Là lý do là vì sao? Là vì cái nước này nó đã rất là vừa ăn mà. Và nếu muốn thì chúng ta có thể bỏ thêm muối ớt vô. Mình sẽ có một cách riêng của mình. Ít thôi. Cho nó đậm đà chút xíu. Mình ăn nó hơi mặn chút xíu, bà con cũng nhắc hoài đó. Nhưng mà biết sao được, quen rồi. Có gì đó lấy đi tôi hoài ha. Rồi con gì ớt của tôi mà lấy đi hoài à. Buồn ghê luôn á. Thôi con sẽ ớt cho luôn đi. Nữa nè. Niềm vui của mình có mấy miếng ớt mà cũng lỡ nào là tước đi cái niềm vui của tôi. Thiệt tình luôn á. Nguyên cục cũng đã. Mì rất ngon. Đó, ép dưa giờ mới trả lại, ăn hết tô mới trả lại. Nước này bá đạo luôn. Gọi cho anh Sang tô đi kìa. Ớt ngon quá. Ngon quá Quỳnh Kỳ ơi. Xỉu xỉu. Nghĩ mình thật sự may mắn tại vì có những cái bạn thổ địa cũng làm YouTube và cũng rất là quý. Colorman là những bạn giới thiệu. Chứ mình cũng thật sự nếu mình ấy mình cũng không biết chỗ đâu. Rồi, đã đổi tay máy.
cái hạt muối này nó trong, nó trắng mà nó trong, rất là ngon luôn. Nghe nói ở đây, nghe nói đây nè, muối Bạc Liêu cũng nổi tiếng lắm á, Tấm Kỳ. Đây. Như muối Kỳ Kỳ. Như muối Bạc Liêu cũng nổi tiếng lắm phải không con? Chú thấy có nhiều người kêu chú đi review cái ruộng muối Bạc Liêu. Dạ, ruộng muối đi cực lắm chú ơi, đi chịu nổi đâu. Dạ hả? Sao lắm hả? Dạ, với thêm mùa này nó đâu có muối vô chú ơi. Mình cái hạt muối nữa nè. Dạ. Mình mùa trời nắng á, ừ. với lại gần Tết thì những cái hạt muối nó thấy hấp dẫn luôn á, thiệt sự. Muối nó mới đóng cục lên thành muối. Nhưng mà cách ở Bạc Liêu mình khoảng 20 mấy cây chú mới tới ruộng muối được. Chứ gửi là nóng cháy da luôn. Ừ. Nhưng mà cái muối Bạc Liêu nó đặc biệt chỗ nào ta? Ta thấy nó còn ăn thì con thấy độ mặn thôi chứ còn con không, không cảm nhận được hả? Không biết được. Ừ. Anh đi nước nó không. Dạ. Chỗ mà chính thường nó đi quê em người ta làm năng á. Làm năng người ta lạc người ta chỗ. Dạ, chú dùng đi ha chú ha. Dạ. Làm gì vậy? Cộng năng á. À. Ở đâu vậy? Ở quê em bên đây. Ừ. Người ta chồng nhỏ người ta lạc trên coi. Cộng năng á hả? Dạ, biết cộng năng thôi. Dạ biết, biết. Ở đâu ta? Tranh thủ đi quay chơi. Mà mùa này có quay được không? Có, tôi đang làm mà, tôi đang làm, tôi đang làm. Ồ. Coi cái gì đó. Dạ. Chứ quay cái ruộng năng này kìa. Coi cái này đó. Bọt hả chị? Bọt không? Ừ. Quay xong rồi coi lặt cái này coi. Hay quá. Quá xuất sắc. Câu số 4. Cà ri vịt cầu số 4 của cô Nguyệt. Đây là số 100 mấy quên rồi ta. 116 đường Hòa Bình hả? Ủa em, địa chỉ đây số mấy đi cưng? Địa chỉ số mấy? Trăm năm mươi tám, phường Hòa Bình. Đường Hòa Bình, thành phố Vĩnh Long vậy thôi hả? Ủa quên thành phố Bạc Liêu. Cà ri vịt cầu số 4. Cà ri vịt cầu số 4 cô Nguyệt. 158 đường Hòa Bình, thành phố Vĩnh Long, thành phố Bạc Liêu. Xin lỗi vậy bạn. Ngon quá. Lại thêm một địa chỉ mới để hân hạnh được giới thiệu đến quý vị các bạn, những người mê ẩm thực. Chờ hết luôn. Một lần nữa xin được gửi lời chào đến tất cả quý khán giả Bạc Liêu. Ngon. Mình đang có mặt tại hôm nay là buổi trưa của ngày 16 tháng 10 năm 2020 và mình đang có mặt tại quán Cà ri vịt cầu số 4 của Nguyệt. Hôm nay và ngày mai mình sẽ có 2 ngày ở đây để chuẩn bị các tư liệu để chuẩn bị làm cái chương trình Tiết Rau 4.0 để giúp cho dì Nía bán bánh tay Yến vào lúc tối mai 18 giờ. Tối mai 18 giờ, comment sẽ được nhắc lại tối mai vào lúc 18 giờ, tức là 6 giờ chiều, 6 giờ tối. Tại cái đầu cái chợ đêm Bạc Liêu, ở ngay đường Hàng Huy Tập. Đó. Thì comment sẽ giúp cho dì Nía bánh tay Yến. Đó. Thể theo lời, nói chung là cách đây 4 tuần trước mình đã xuống đây mình quay rồi. Và mình đã có lời hứa là mình sẽ xuống mình giúp cho dì.
nhưng mà vì các cái chương trình thay đổi đột xuất, các đề tài thay đổi đột xuất nên mình không có thể, chưa làm kịp, cho nên nhưng mà cuối cùng thì ngày hôm nay mình cũng đã có mặt ở đây. Hẹn gặp lại toàn bộ quý khán giả Bạc Liêu vào ngày mai nha. Mong là quý vị và các bạn hãy đến cùng chung tay với mình để giúp cho dì Nía có một cái buổi bán hàng thật sự là ấn tượng và thật sự hiệu quả. Thời tiết ngoài kia đang mưa gió, mình không biết là tương lai ngày mai như thế nào, không biết. Nhưng mà bây giờ đã mưa gió gì, nắng mưa là chuyện của trời, bán buôn là chuyện của đời chúng ta. Đó. Sau khi ở Buôn Hồ, ở Đắk Lắk thì Coleman đã cũng đã bán trong mưa rồi, thì bây giờ bán trong mưa cũng ok thôi. Chỉ có điều là mỗi lần bán trong mưa cái là hư, cái là tiêu cái điện thoại vậy thôi. Mà nhờ vậy cho nên mình mới có cái điện thoại mới này, điện thoại này mới này quay đẹp hết bà con ha. Mọi người chia sẻ để giúp cho Coleman nhé. Và quý vị các bạn nào có các mạnh thường quân mà muốn đóng góp giúp đỡ cho chương trình Tiếng Rau, cho đặc biệt là cho cái hoàn cảnh của dì Nía, thì quý bà con cô bác có thể liên hệ với Nga Xoài Chua, fanpage của Nga Xoài Chua, hoặc là số điện thoại 0936 842 505. Dạ. Đúng không? Dạ, tạm biệt quý vị. Cái chị này mời chú qua bình ảnh này tao lắp nướng.